Chiều 25 tháng 11 năm 2019, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chủ trì công bố sách trắng quốc phòng Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Sách trắng quốc phòng Việt Nam công khai đường lối chính sách quân sự là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng, giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của nhà nước. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, cho biết sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Nói về những điểm mới trong sách trắng lần này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết từ chính sách 3.0 có thể hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn thành 4.0 là Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết thêm, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa của sách trắng quốc phòng nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới. Tuy nhiên, những nội dung cốt lõi không thay đổi so với sách trắng năm 2009. Sách trắng lần này không ngại giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện sự minh bạch của quốc phòng Việt Nam. Vũ khí của Việt Nam vừa đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định. Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam nhìn nhận sự hợp tác, cạnh tranh của các nước lớn là tất yếu, không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ lâu. Việt Nam mong muốn sự cạnh tranh giữa các nước lớn phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực, không tạo ra bất bình giữa các nước lớn với nước nhỏ, không phương hại đến lợi ích của Việt Nam. Việt Nam tôn trọng sự hợp tác, cạnh tranh của các nước, nhưng sẽ đấu tranh để bảo vệ lợi ích của mình. Ông Vịnh nói và nhấn mạnh, Việt Nam không có ý định lãnh đạo ASEAN mà chỉ tham gia tích cực, chủ động, mục tiêu vì hòa bình, an ninh, hợp tác. Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 được in thành hai bản tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, đại sứ quán, tùy viên quân sự các nước. Cuốn sách nêu rõ những thách thức và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của Việt Nam, cơ cấu của Bộ Quốc phòng, tổ chức, phương hướng xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước. Cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chính sách quốc phòng Việt Nam. Phần thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gồm 4 nội dung là xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng quốc phòng, xây dựng thế trận, quốc phòng toàn dân và lãnh đạo quản lý quốc phòng. Phần thứ ba nói về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam. Trước đó, Việt Nam 3 lần xuất bản sách trắng quốc phòng vào các năm 1998, 2004 và 2009. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.